Chị gà kỳ ghê luôn à, bảo vệ hụt hẫng, bảo vệ kem mốt không Ủa, vội luôn ở, ê, ở đây nó có interact gì nè, tao đang lấy thử nha. vậy. Con điên! Mày muốn chửi không? Mày muốn bị chửi không? Con điên còn sao ngoài con điên! Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Vami sẽ chơi Roblox Five Nights at Freddy's Security Breach Story nha mọi người. À, thì cái này thì game này là tôi có chơi qua chapter 1 rồi, nhưng mà lúc đó là bản của nó chưa có chính thức. Ở đâu, bản của nó là nói chung là vẫn còn demo. Đấy, thì bây giờ là tôi sẽ rủ Vami để mà chơi lại chapter 1 luôn. Đó. Đấy, tôi có chơi qua part 1 rồi, nhưng mà bây giờ là tôi sẽ chơi lại với Vami coi thử coi là nó có thay đổi cái gì không. Đấy. Rồi sẵn tiện dẫn dắt Vami qua lối chơi lộn chơi thử game thôi, này. Bớt dẫn, bớt dẫn lại. Chỗ nào nó hơi ghê quá, mày đi mình đi, bớt dẫn lại. Ông đã nói nè, game chưa hoàn thành và những cái subject có thể thay đổi. À, ghê không? Rồi coi vô nè, mày đâu rồi cu? Rồi góc nhìn một luôn bạn ơi. Ừ đây thì là game con nào, game Freddy kinh nè dị nào em. mà chả góc nhìn một À, nhìn ba. nhìn nó giống con The Flash quá, tia chớp nè. Không, con này là trong Five Nights at Freddy's á. Biết rồi, nhưng mà ý là ta nói cái áo của nó kìa, à cái ngực của nó dán cái hình á, Ồ, cây chớp. hình sấm Đây sét á. nè, đây Ừ nè, kích vô đây nè. Đó. Weldon Zigori. Đây là cái cửa mà mở ra cái đường ống ống thông gió. Đấy. Ê, bấm Ơi, bấm ở trên bấm nó không dám, mở sẵn rồi kìa. bấm xeo đây nè, Bobby, bấm xeo đây nè, bấm xeo đây. Ồ, mày đâu rồi, con đi. Bấm Đây xeo, nè, đây bấm nè. xeo. Xeo đi, xeo. Đó, xeo đi. Rồi, ok, xong rồi đó. Rồi, ok, đi, theo tao, lên trên này. Gì chứ hôm nay là tôi sẽ dẫn dắt Vami đi. Quỷ ga nó vô đây nó ăn trộm rồi, nó rành đường lắm. Nó nói nè là màn trình diễn của bạn hơi mệt quá, cô không dịch lại Ê, nữa đâu. đứng là đây, đứng ngồi nhìn lên trên nóc nhà cười. Ừ. Đây nè, đây nè. Đây 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 là cái con Rosie nè, cái con Rosie là con này nó nói đó. Con cọp hả? Rosie là con cáo. Tao nhìn nó có mấy cái vằn vằn như À, con cọp vậy. con cáo hay con sói gì đó, nói chung là tao nhìn coi cũng chưa hình dung lắm. Nhìn giống sói hơn, nhưng mà nó có vằn. Bấm bấm phím ship chạy cho lẹ. Chơi cho ngóc đầu lên trời vậy. Ê, mày ngóc đầu lên trời rồi mày biết đường đi không con đi? Đây nè, tao đang nói mày á. Mày đang ngóc cái đầu mày lên trời á. Ủa có đâu, có đang ngồi mà. Mày đang đứng á chứ đâu ngồi. Hướng bên nào nhỉ? Hướng bên này đúng không? Tao chơi cho đã vô rồi tao quên mất cái hướng đi rồi. Có thằng trộm kiểu này chết. Thiệt á chứ. Đây bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Ok, ra rồi nè. Đấy. Ladies and Ok. gentlemen, cảm ơn. Thôi mệt quá, tôi không dịch nữa đâu. Đi luôn. Ủa tính ra hồi nãy mình quay lưng lại là có cái đường ra đây luôn á. Đâu, đâu, đâu có được đâu. Cái Hồi nãy tao quay lưng ra tao thấy được ngoài này luôn mà, tao thấy ra ngoài này đứng luôn mà. đâu làm gì có, tại vì hồi 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 nãy cái chỗ mày thấy á, là cái này nè, cái kính nè, nên 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 là mày không có ra được. Hồi nãy tao nhớ tao đi ra tao đứng luôn rồi, cái mày kêu tao vô xeo quá chứ. Đâu đi nè, cái chỗ này nè, đâu mày ra? Nè, mày ra bằng chỗ nào, mày coi thử coi mày ra bằng chỗ nào. Đâu con này đâu phải đâu, con này đứng Thì nhìn cái ra con rồi mà, Freddy nó đứng ở nè, cái con trong. Freddy hồi nãy Con nè. này đứng ở trong, con này đứng ở trong, nó quay mặt vô trong mà. Trời ơi, nó mới di chuyển ở đó đó ba. Stupid door won't open. Ủa sao nó ngồi hoài vậy? Ok. Nó kêu mình á là tìm cái Focal Pass để mở cái cửa. Ok, nhưng mà bạn có thể tìm được một cái ở Convenience Counter. Đi. Qua đây nè, đi vô Mày cái tính cửa tiền màu hả? đỏ. À, không phải cửa màu đỏ, cửa này nè, Vami, cửa này nè, cửa này nè, cửa này nè. Cửa Rồi, trắng ngồi hả? xuống, đi vô. Đấy. Thì trong này là nó sẽ có một cái Focal Pass. Đấy, mình sẽ click vô đây để mà mình lấy được cái Focal Pass để mà mình mở cái cánh cửa. Mình giải cứu cho cái gì Hồi vậy nãy là trời, tôi anh đang bấm mở luôn mà á. đứng vô một cái mất tích luôn á. À thiệt luôn á chứ. Ok rồi đi. Rồi. Ê. Gì cậu, Nó kêu kìa, Relief ready from this room à. ở đó bây giờ dùng cái này lại mở cửa là được. Trong này không có gì hết Ủa phụ trơn, con dính bác vô ai thôi. giữ lại, mở đi chứ tao có giữ đâu. Ai nhấp á. Rồi ai giữ lại bấm đi chứ, Mở đây, mở đây, mở đây. tao đâu có giữ. Ủa ai cầm vậy? Thằng nào cầm thằng đó mới mở được. Ừ đó, thấy chưa? I knew you could do it. À, I tôi biết know là bạn làm được mà. how Bây giờ hãy leo vào bên trong đi. Ồ rồi rốt cuộc con này nó phải đi tốt hay đi xấu hả ta? À trong 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 mấy cái bản gốc thì nó là xấu, còn nhưng mà trong này thì nó đang giúp mình. Đấy. Yeah. Ừ, phải như thế chứ. You better be careful moving around. I don't want to be crushed and Freddy, twisted nút into a meat e, pretzel. Bấm nút à di chuyển lên xuống qua lại, bấm Ôi nút trời ơi, e, acid nè. sao đâu ra mà nhiều con Freddy vậy? À
mình là Freddy luôn rồi. Có một con Freddy đâu mà chơi Monkey chơi mua nữa, chơi nhiều người cái mỗi thằng một con Freddy. Ê, có hai cục pin à, có hai cục pin à. Kệ nó đi, cứ đi đi, hồi cái kia mình mới hết. Lát nó hết pin nữa chừng nha. Ôi, tôi không nghĩ là cái trường hợp này luôn á. Không, vậy mới vui, đông vui, vậy mới vui. Hồi nãy mới thấy ông chị trước ngực có tia chớp, mà còn mặc đồ vàng đỏ nữa chứ trời. Ủa, còn gì mới rớt xuống vậy? Không có gì. Ủa, mày đâu rồi, mày đi đâu rồi? Tao đang đi đầu tiên luôn á ba. Đi đầu tiên là tao nè, mày, tao mới vừa đứng là con ngó thử. Even if we were spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. However, we should still be cái này là không, cái này thì không có thang máy nên là chính vì đi cái này nên là cái con Freddy nó mới hết, nó mới hết pin sớm ấy. Chán thì chứ trời ơi, biết vậy sao ông sắm mấy cầu tuột cho nó lẹ, tuột mòn nít luôn. I feel you are broken. Don't worry about it, I'm fine. Đừng lo lắng, tôi ổn, nhưng mà không, tôi cảm giác là có cái gì đó nó đang sai. Tôi sẽ dẫn bạn đến cái trạm y tế trước. Không còn thời gian đâu, tôi ổn. Mày đi cái gì mà tao thấy cái đít mày không vậy? Tao có thấy gì đâu, ủa đâu thấy đít mày đâu con điên. Rồi qua, qua. Rồi, vô đây này, vô đây. Người ơi. Núp vô, đó. You're supposed to be on lockdown. Đó, Freddy nè, nó nói là bạn không được đi xuống ở đây. Officer Vanessa, cô không biết là tại sao cô đang ở đây nữa. Bạn đã thổi bay mọi thứ tối nay, bạn biết mà, cái hệ thống bị hư của bạn mà bạn phá hủy cái show đó. Rồi mấy khúc sau tao cũng không biết đâu. Mới vừa khen xong luôn. Nó nói nè, bây giờ chúng ta đang chỉ có 15 phút để mà đóng cửa và một vài cái đứa trẻ đã lẻn vào bên trong này. Nếu như mà thấy bất cứ thứ gì đó hãy cảnh báo cho tôi biết. Tôi đã cảnh báo cho những người khác rồi. Nào bây giờ hãy quay về phòng đi. Đó, vậy thôi. Quỷ gà đứng trước che camera nhìn ứa ghê. Ủa có không? Đâu có đâu. Đó, giờ mày mới đi, nói xong mày mới đi. Rồi lên kiếp nè. Đó. Lên đó nha. Nó đi bằng cái giống gì mà nằm suốt ngoài đường. Rồi bấm nút E để dừng cái lát này đi. Qua đây luôn nè. Rồi chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở dưới cái Pizza Palaces. Ở đây là một cái đường hầm kết nối các cảnh với nhau. We can go anywhere in the world. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu ở trong cái tòa nhà này hả? Chính xác. Đâu có thằng sảnh đâu, ý là cái khu trung tâm này nó bự lắm nên là cái đường hầm ở dưới đó là nó kết nối các cái mấy cái sảnh nó lại với nhau. Ta đang đi mình nè. Đâu mày, ủa mày đi chung với tao mà đi sao mày đi mình con điên? Mày đâu rồi? Trời đất ơi, tụi bay lát cho tao xong hết rồi. Thì bởi chứ mày lâu la thì cái chứ. Nó nói nè, nó hết pin rồi, bây giờ là nó đi sạc pin á. Rồi, đi sạc bên đi bạn. Lát nữa sạc bên xong mình mượn bộ giáp mình mặc nha. Đâu gà vậy? Mày mất cái bộ giáp rồi. Mày thấy nó đi không? Mày thấy nó đi chưa? Nó chui vô giọng nó sạc pin luôn rồi. Xeo vô, xeo. Rồi chỗ này cẩn thận nha Bobby. Nè, vô đây cho mày coi. Đang sale. Không đi nè, Chica nè, cái con này là cái con gà nè, cái con này nó khủng khiếp lắm nè. Đó. Con gà. Rồi đứng ở chổng nha. Cái gì vậy? Chín biến đi. Ủa vậy chết hả? Con điên, mày làm cái gì vậy? Thì tao vô tao hú hello nó, cái tao bỏ tao chạy để cho nó dí mấy hình niên khác. Bớt hú đi. Tao tưởng mày chết rồi chứ. Ủa nó đâu rồi? Đang. Rồi đứng yên nó đi, đứng cái chổng đi, để tao đứng cái chổng đi. Rồi, vô đây. Ui, cái gì vậy trời? Dĩa ba, mày vũ nó ra ngoài rồi tao chạy vô mà chơi kỳ vậy? Không. Đây. Ủa, cao chát không được rồi sao giờ? Không rồi, đứng yên nó nha. Rồi, đi vô. Đi. Nó quay lại kìa. Không có. Đi. Chị ơi. Mày bớt cái chạy đi con điên. Quỷ đóng cửa đó chứ. Đi qua đây nè Bobby. Ê mày, chị gà mỗi lần bước chân đi là robot mà. Ở đây đều là robot hết đó. Cái thằng Freddy nó chạy luôn mà. Robot Freddy nó đi chậm rãi không? Freddy chứ lộn. Freddy cho mấy cái đi lộn. Đó, chuẩn bị gà đi ngang qua mất xe. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái chân của chị gà. Trời ơi. Bobby ơi, chạy qua cầu đi. Chạy qua đây. Biến biệt cu. Qua đây chạy lên, nó mất rồi Bobby, chạy qua đây nhanh. Tao đi đường khác rồi, Không, đường đó quay lại. Trời ơi, đi theo tao giùm cái đi. Đường đó nó quay lại từ từ. Hello. Rồi đi qua đây nè, đi. Đó, nó lại nữa kìa, chạy Bobby ơi, bóng phim chạy.
Ok bạn ơi. Đừng đỏ nha, đừng để nó hết nha, đừng để nó đỏ. Nó đỏ là mất thời gian lắm. Đừng để nó đỏ. Chị mèo. Ủa đi hướng nào? Đi hướng này Bobby ơi, đi hướng này mà. Con điên. Thử hết dí rồi, lũ này đóng cửa đó chứ. Nó dí liên tục luôn á. Rồi, Bobby chết rồi. Thôi toan rồi, tôi chơi trước mà gặp đồng đội như thế này thì tôi cũng bó tay luôn á chứ. Ôi. Vô. Mất thần linh vậy trời. Ủa? Ê, mọi người bị kẹt rồi. Vừa phải đúng không? Đây nè, cái chỗ mà hai thanh niên này đang đứng nè. Lên đi. Tụi mình tao sống. Trời đất ơi, mày đi vô đây chi vậy trời? Nãy giờ chừng nào tao mới ra được cái chỗ này con điên. Đây. Mày biết tao vô đây khó khăn lắm mà có chở xe không? Là chừng nào tao mới xong được cái chỗ này, nãy giờ tao chưa ra được cái cửa này nữa con điên. Ủa chứ mày mở chưa? Chưa, nó cứ vòng lặp này hoài, cứ mất chừng một người chưa vô nó cứ vòng lặp cái chỗ này hoài luôn. Ai gì đợi hai thanh niên kia vô nó mở cửa là vừa rồi. Nó chẳng biết đợi thanh niên kia biết chừng nào trời. Ô, hai niên lên lẹ lắm ba ơi, tại nó bị đó. Nó tới rồi đó. Chuẩn bị lần quay lại vòng lặp nữa nè. Rồi chưa vô chưa chạy. Mở ra nó tới kìa. Nó không có vô kìa, đâu có chịu vô đâu. Rồi mở cái cửa rồi, chạy mà bây giờ chạy. Lu xếp. Rung dữ trời. You found a security office. Đấy, mở cửa cho thanh niên kia. Vô được một thanh niên rồi. Không, từ. Nó bấm cái cửa là được. Ê, quay, bấm phím tề lên. Đâu có gì đâu. Đó, có con gà đó, đừng đùa. Ủa? À, không có gà hả? Ôi trời ơi, không có gà thì chạy. Đi. How am I gonna get out of here? Ôi, không có gà thì khỏe quá, trời ơi. Còn hai bạn bị nhốt bên kia. Ôi, đóng cửa rồi. Nó vô tôi tưởng là con sói nó giữ, ai ngờ con gà nó dí ghê quá anh em à. Con gà đó là sau này gặp suốt luôn á. Rồi, cây là bọc tin rồi đó, ok. Hết chapter 1. Rồi, chapter 2 rồi nè cu. Đấy. Đúng rồi. À, cái cuối chapter 1 là đầu chapter 2. Ê, có chiếc xe bắp rang bơ này kia, lại ủng hộ kia. Ai bắp rang bơ. Now what am I supposed to do? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Thật không may mắn, Georgie, bạn đã bị mất cơ hội rồi. Nhưng mà vẫn còn hy vọng khác. Tôi sẽ chỉ cho bạn lối thoát khi mà cái cửa security mở vào 6 giờ sáng. Từ đây cho tới đó thì hãy tiếp tục di chuyển và đừng gây sự chú ý. Nếu như mà tìm được cách nào khác thì tôi sẽ giúp bạn. Complimentary and chai pad. Calu chết bon cái. À ok. Không đi ngang, chuyên gia luôn á. Ủa mày ăn mày mới mở cái gì á ba? Complimentary NJ Park. NJ Park là cái quái quẻ gì? NJ. À, chắc là cái vé vào đúng không? Cái vé vào cổng đúng không? Đúng rồi. Rồi đi với tao, vô đây, đó là mở cửa vô đây nè. Ui Vomi ơi. Anh bảo vệ. Đúng rồi, bảo vệ đó. Đừng đùa với cán bộ. Lên lầu có con gà đó nha, trên lầu có con gà đó. Chị gà nâu, chị gà đi đâu. Chị mẹ chị gà hay là chị ông vậy? Ủa mày đâu rồi? Chị gà ơi. Coi chừng Bobby chết nè. Chị gà. Ok, trả lời luôn giận dễ sợ. Chị gà. Đó. Đó, Bobby bị gì? Ủa chưa? Tao nấp rồi. Nấp rồi. Ủa mày nấp cái kiểu gì, tao thấy mày đứng ở ngoài vậy ba? E2 rồi, tao nấp rồi, tao đi rồi. Bà đi đi đi, đi 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 đi, ra đi. Bên này sau lưng quay, đi. Bà đâu rồi? Đó, bà đi xuống dưới rồi. Trời ơi, chị gà tuổi gì vậy? Đó. Ôi, ở đây đồ chơi nhiều mày. Ê, có con gấu này nè. Freddy á. Ở vậy. Phi. Ôi, không chạy, Bobby ơi, chạy. Nó gọi gà tới. Không, mày như bảo vệ này hơi sida xíu, gọi nãy giờ mà gà chưa tới mày ơi. Ơ, chị gà bị kẹt ở chợ rồi. Chị gà kỳ ghê luôn à, bảo vệ hụt hẫng, bảo vệ kem mốt không nổi. Ủa, ê, ở đây nó có interact gì nè, tao đang lấy thử nha. Con điên. Mày muốn chửi không? Mày muốn bị chửi không? Con điên còn sao ngoài con điên. Ôi trời ơi.
Anh đang có hai người nhưng mà cũng mới chôn. Đậu pháo gần xong rồi mình bắt làm hai lần. Fridge magnet. Lame. À vậy hình như có lo đi bên trái nữa. Tao mới tao mới vừa lượm được một cái cục nam. À ra bỏ đi, không đi được này đâu. Chị ơi. Chạy 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 đi, chạy đi, bả bị lỗi rồi, chạy đi. Trời ơi giận dữ quá à. Chị đứng cái chị thật thù. Ê mày. Bả bả vô kìa, bả vô kìa, bả vô, bả vô kìa. Bả vô. Vô kệ bả chứ bả có dí đâu lo. Hi. Rồi mày hả bưởi, mày bị dính. Tao tao bị hù. Bà mẹ nó hù cái mặt cắm tường. Đó là không sao, hồ cửa đóng rồi. À đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Bỏ đi. Nó ăn cái kia của tôi rồi. À, phải có cái magnet. Yes. Đây cái magnet đúng rồi, cái magnet nó đã phá hủy cái này được rồi. Oh man. Cái magnet và nó cái, đã phá hủy cái này kind rồi. Nó là một cái daycare pass nè. Tôi sẽ gặp bạn ở trong daycare. Cái lối vào của nó nằm ở trên tầng 2, ban công tầng 2 nha, ban công tầng 2. Ban công tầng 2. Ừ. Là tầng 1. Không, ở bên Mỹ là tầng 1 là tầng trệt á. Ủa sao mày đi hướng đó? À cũng đúng, cũng đúng. Ở kia, daycare, superstar daycare mình nghĩ là đây nè. Mà nó đó, nó đó, nó đó, chắc là nó đó. Rồi, chào em. Rồi, xong, chào em cô gái Lam Hồng. Nấp chưa, nấp chưa, nấp chưa. Ta nấp rồi. Đó, chị gà đi với mày bước chân là vừa giải chân sơn vậy. Ui, ra, chạy. Ui, chị gà qua đó rồi, đi thôi. Vô rồi. Phải như vậy chứ. Super. À, đây có máy bán nước tự động nè, ga mày uống nước gì? Nước màu vàng hay nước hồng hay là nước xanh? Nước xanh là nước táo, nước hồng là nước dâu, còn nước vàng là nước xoài. Đậu này nước màu tím mà. Thì nó à, màu hồng nhạt, màu hồng nhạt là trái Việt Quốc. Việt Quốc. Ừ. Ủa còn lép không đi? Nào, đi toilet không? Tụi má ơi sao dơ dữ vậy trời. Dơ hay luôn á. Đúng dơ luôn á. Rớt ở dơ quá. Ê kìa kìa. Ở dơ mà đặt trồng cây xanh trong toilet. Ờ. Không hiểu gì luôn. Đi qua đây toilet nữ. Tao nhớ trong bản gốc là mấy con này nó chạy được nè, mà sao ở đây hình như không chạy được hay sao ấy. Không biết sao không, ban đêm cúp điện. U cũng vậy khác gì cũng đâu. Dơ, trang toilet cũng dơ hay. Phải u tay vào rồi. Chát u với chát a. Ê, Bami, đây là cái chạm sạc nè, đây là cái chạm sạc của mấy con robot nè. Ờ, mày vô mày sạc thử coi, cắm giữ đít đó. Hồi nãy là cái con Freddy nó cũng sạc ở trọng á. Ừ, lúc mà nó vô đó thì không thấy mặt nó luôn á. Bệnh có gì không? Out of order. Hết vé. Hết rồi. Nghỉ ngơi cho tao về ba ơi. Vô lúc đêm. Đây nè. Được rồi, mình đang lén lúc chui vô đây mà. Có chị gà không ta? Vàng. Check cái security. À cái bàn an ninh của cái daycare này. Cái bàn an ninh là cái bàn nào? Ê kìa, ra tao trượt cho kìa. Hey. Trời đất ơi, mày chừa cái mày đẩy ra đi theo luôn con điên. Ủa có luôn à? Ừ. Á chừa cũng chừa theo. Ê đã rồi, đã. Ôi trời ơi. Trời ơi, nhà banh. Ủa gì đấy? Hãy nhìn lên cao kia. Bạn có thấy đó chính là rồi, một con robot mặt trời đó. Nhìn tao nói cái thằng này cái thằng này trong bản gốc nó nhảy bà cố luôn á Bobby. Bobby cái thằng này trong bản gốc nó nhảy bà cố luôn á. Ai? Thằng này nè, trong bản gốc nó nhảy lắm. Đó. Hello, bạn mới. Tao nhìn mặt là thấy nó vui rồi đó. Thấy ông đi một chút là nó bắt mày lại à? Đi một chút là nó bắt mày lại, chạy. Chạy hướng nào? Chạy vô đây Bobby ơi, mày đâu rồi con điên? Bên đây nè. Qua đây đây, chui vô đây. Chui vô đây. Tao đang ở sàn. Trời ơi, vô trong này nó không cho đi ra, không cho nhảy ra luôn, tức ghê. Game này đâu có nhảy được, game này mà nhảy được nó chi. Ui sủi chá. Ê nó bắt được cậu rồi Bobby ơi, Lê chọc lét ra nè, nó bế tao đi kìa Bobby ơi. Ê Bobby. Lại cho nó bế đi vui lắm Bobby ơi. Lại cho nó bế đi vui lắm. Không có nhu cầu rồi, cho robot bế nha. Không, thiệt. Mày lại đi cho nó bế không vui lắm Bobby. Không dụ nha. Mày đâu rồi? Hồi nãy nó mới bế, có đi đó lại đi. Co bế, co chụp hình cho coi này vui lắm. Anh ơi, đây kè ẩm em cái anh ơi. Qua đây. Rồi lại đụng nó đi. Ủa nó anh đâu? Anh ơi, anh đâu rồi? Ê đi xa ra, đừng có đi gần, đi xa anh ra. Anh bế em. Ủa nó đâu? Không, nó bế mày không có thấy đâu. À nó kìa, Bobby. Lại nó bế. Cái bế nào? Bế em đi, úi giời mẹ ơi, ôi trời ơi, mày quay trở lại địa điểm ban đầu mới ghê chứ đâu có thấy mày bế đâu. Thì đó, thấy dễ tưng rồi, tao nhớ mà. Nó kêu mình là đi tìm cái bàn an ninh, đây chắc chắn là cái bàn an ninh rồi.
Lẹ 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 lẹ, nó dí xe đít kìa. Má rồi coi, để con đi coi thử coi. Ui, cái gì? Mày bấm cái gì vậy ba? Nó phá luôn kìa. Cậu quỷ. Tại sao bạn lại làm thế? Bật đèn lên, bật đèn lên. Tôi cảnh báo bạn, bật đèn lên. Má ra con này sợ bóng tối à? Nó là mặt trời nè, chúng tao biết nó biến thành như nó biến thành mặt trăng ấy. Xíu, hai, ba, xíu, xíu, hai. Thấy bà rồi. Bọn bên trẻ quậy phá. Đó, nó biến thành mặt trăng rồi kìa, thấy chưa? Ê, hình như mặt trăng nó ác mặt trời mày ơi. Ừ, mặt trăng nó ác hơn mặt trời. Ôi, hãy mang anh ta của tôi đi. 99 là cái gì? Thấy mẹ rồi, chạy thôi, theo chưa theo nữa mày. Tôi không biết là bạn đang làm cái gì, nhưng mà cái đèn nó bị tắt rồi. Bạn cần phải tìm cái máy phát điện. Nó quá tối. Đây nè. Đâu, làm gì có đèn? Đừng có đi ngang người tao nữa. Cái này là cái gì? Cái đèn. Đúng không? Đâu phải. Rồi tao lấy cái máy. Cái này là recharge mà. Làm gì có cái đèn nào đâu. Nó kìa. Hên quá, nó bị lé. Đi vô lên rồi. Qua đây, mày đi lên cao đi. Ê, Bobby, ở đây có máy phát điện đó, Bobby ơi. Mở đi. Kêu mà cậu không có qua được, nó bị kẹt rồi. Chịu bà te nữa coi, không cho trượt luôn. Trời ơi, ra tao nè. Đâu, mày đâu? Mới thấy mày luôn á. Đó, ok con. Tao thấy được cái máy phát điện rồi. Một cái, ngon. Mở chưa? Mới một cái à, nhiều lắm. Ừ, hồi nãy mày dám chê mặt trời, giờ mày thấy mặt trăng, mày thấy quý mến mặt trời chưa? What? Đi đâu vậy? Đi xuống dưới kiếm chứ đi đâu. Sao gặp nhau hay vậy? cái gì ta, gọi là sao ta? Nói là hồi nãy thấy mặt trời nó nhây không? Rồi, cái thứ hai rồi Bobby ơi, cái thứ hai rồi. Ok. Rồi xong luôn, nó bế con kia đi rồi. Có vô đích không? Bạn chết rồi, vua đái nè, lộn vua đai nè. Vua đái. Nó vô đích cái kia, nó đái luôn ghê. Tại mày á. Liên quan gì mỗi thằng một bên. Mới vô chứ gì có chết rồi. Thua, anh chết là do cái số của anh có duyên gặp khứa đó liên quan. Ủa tao đi, họ tao lạc mẹ rồi. Thì đó, thấy chưa, còn bật hai cái rồi đó, giờ cái mày đó. Làm ăn không okay, xong bạn, đi. Bạn cứ lo chết đi, còn lại để mình bật. Bạn bây giờ đi hướng nào nữa ha? Mình phải bật mấy cái gì? Trời đất mẹ ơi, nó ở đằng sau, nó phi tới, nó vỗ đích, cái tôi không thấy nó luôn á. Ba cái rồi. Ừ, mở hết đi cho nói. Còn nữa không? Hình như 4 cái lận á. Nó mới lướt nghèo một cuộc đời tao mày ơi. Đã chết chưa? Chưa. Ồ, tao thấy nó cười đó, tao nghe tiếng nó cười đó, đừng. Tao biết mà, tao nghe nó cười, nó cười thấy ghê quá. Nó đâu rồi ta? Ủa, mấy cái máy phát điện nằm trong nó hết đó không? Đâu nằm ngoài đâu. Tao nhớ mang máng là nó nằm ở trong này hết á, nhưng mà bao nhiêu cái thì tao không nhớ thôi. Xin vĩnh biệt cu. Vĩnh cái quần, có chết đâu mà vĩnh. Ủa vậy hả? Ai biểu cứ la như chết. Ủa sao này không lên được? À lên được rồi, ok. Ủa còn cái máy phát điện còn lại nữa đâu ta? Mình đi nãy giờ, ở ngoài không thấy, bây giờ mình phải vô trong thôi. Ủa còn một... Nó cười vậy trời. Vậy tính, ở đây nè, trời ơi con điên. Rồi á. Ủa? Rồi đâu, con có thấy gì đâu mà rồi. Tao bấm lên rồi, Star Energy rồi. Ủa đó, con có thấy gì đâu mà rồi. Để tao bấm Star Energy đó. Ủa Star? Ui! Nó sao lại bị kìa Bobby ơi? Mày điên rồi, có mình mày thấy đó, chứ ai thấy đâu mà. Đâu có thấy hết mà. Tao bấm cái rồi đó. À, chỗ này chưa qua nè. Ủa, vậy còn chỗ nào mình chưa đi nữa hả? Ui! Rồi, xong. Quỷ ga nó dụ con này lên, nó thiệt á. Tào lao. Trời ơi, tôi đang bình yên. Trời ơi, con sông quê. quê chưa. Bà mẹ nó đi xuyên tường, con điên. Xeo do xì bót trời ơi, hồi nãy tao quên xeo mới kinh chứ. Hồi nãy tao nói mày rồi mà mày không nghe. Ok, con xeo rồi. Kệ mày, xeo nói chị nói con đó, lại nó bắt mày. Ủa khoan, bây giờ mình làm gì nữa ta? Thì kiếm nó phát điện. Có kiếm, tao nhớ là có kiếm rồi mà. 4 cái chưa, hồi nãy tao bấm 1 cái rồi đó. Tao nhớ tao bấm đủ 4 cái rồi. Đâu, mày 3 cái à, tao style nó xin 1 cái là 4 cái nè. Ừ, là 4 cái đó, còn muốn gì nữa. À, đây nè, còn cái dưới nè. Sáu cái lận ba mày. Yeah. Trời ơi, vậy mà cái 4 cái làm đi kiếm. Kê 6. Ủa 6 hay 5 quên rồi.
5 á. À, 5. Ok. Rồi. Rồi xong. À, hello mặt trời. Trời ơi, rủ rủ đi ăn cá hả? Bạn đã bị cấm khỏi đây kìa. Ồ, nó đá đít tao ra đây luôn rồi. Bye bye. Trời ơi, múa hay ghét không? Ê, đi, múa cái gì nữa, chạy đi chứ. Ôi, nhảy vào đâu. Go upstairs. Ok. And do not worry, they cannot find you while we are together. Giờ mình là friend với nó rồi đó. Ừ, đúng rồi. Bấm nút E, tôi exit Freddy kìa. Ủa, khoan, tao đang lái hay mày đang lái vậy? Tao đang trên mây. Ủa, mày đang trên mây vậy là tức là chỉ có một thằng được lái thôi hả? R to really call ready. Ủa, sao tao rơi tự do vậy bay? Out of time. We need to get to a recharge station immediately. Every hour the power is diverted to the recharge. When that happens, the lights go out, and when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. Sao mày bấm lại chi? Bấm gì? Tao chạy rồi mà. Ông đi ra lại đi, đi ra lại đi. Ra lại bằng kiểu gì? Đâu có ra được, đâu có đang đi thẳng với bên trong này mà. Bên trong thì mày đi ra cửa thôi, ra cửa mặt trời nè. Không phải đâu, đợi xíu. Sao chỗ này nó xa xôi thế nhờ? Đi hoài không hết cái hành lang luôn á. Đó. Rồi, nó lại dẫn tao tự đi vô sạc pin nữa rồi. Sạc pin rồi nè. Ê. Ủa tao với mày chung thân xác hay gì, sạc pin chung vậy bay? Ừ, sạc xong rồi bấm phím E không được luôn. Ui. Ê, con thỏ. Ê, rồi hết hồn luôn á, cũng may là cũng may là nó không cho tao ra luôn á chứ. Bạn ơi, ủa, bạn bị kích khỏi server, more coming soon, lũ. Dạ ơi, hết chắc tới 2 rồi. Vãi xoài được chứ, đưa vô sạc xong có con thỏ đi ngang qua là tính tháo con sạc cho tôi dí theo con thỏ. Vãi xoài được. Gọi dừng clip luôn. Giờ tôi tháo con sạc ra, tôi dí theo con thỏ đây, thỏ chân dài nhìn bén quá anh em ơi. Đó thì các bạn thích video này, nhớ lại cho hai đứa mình một like, một share, nhớ subscribe cho hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.